lóc đầy đủ hết coi nhá. Âm thanh nhà rất là hay luôn. Cửa lóc đây có nhìn đây. Đó, hoạt động trơn tru hết coi nhá. Đây có xem đây. Phần cam lùi giữa led này. Đó, âm thanh thì nghe hay đúng không ạ? Đó, đầy đủ hết coi nhá. Đây để em quay cho bác chi tiết phần nội thất trước đây coi nhá. Dạ vâng, một mẫu xe rất là lành luôn các bạn, cực kỳ lành luôn, nhập khẩu các nhá, nhập khẩu nguyên chiếc luôn ạ. Các bác nhìn đây, từ phần nội thất này thì để tay đầy đủ hết các nhá. Đó, đây các bác xem đằng sau à, khá đẹp luôn này. Tất cả trong này đây các bác xem, từ con ốc này. Đó, từ con ốc zin các nhá. Từ con ốc zin luôn, keo chỉ đây các nhá. Keo chỉ là zin cả xe luôn các nhá, không mất phân keo chỉ nào. Dạ vâng, đây là mẫu xe Kia Fortel nhá, sản xuất năm 2010, số tự động nhá. Đó, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc luôn nhá. Đó, rất là lành xe luôn. Các bác xem lại kính auto này. Đó, kính auto đều nhá, một chạm luôn các nhá, kính một chạm. Đó, rất là hay luôn. Khá mượt mà luôn các nhá, keo chỉ đây. Keo chỉ zin cả xe luôn các nhá. Các bác xem này, tất cả những con ốc này đây là zin hết các nhá. Đó, ốc zin luôn. Tất cả những phần nhựa đây. Các bác nhìn đây, còn khá là mới luôn ạ. Rất là chất lượng luôn. Từ phần vô lăng đây các nhá, vô lăng tích hợp bàn phím này. Đầy đủ hết. Được trang bị túi khí phanh ABS đầy đủ hết các nhá. Sở bằng Kia Fortia 2010 số tự động các nhá. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các nhá. Mẫu xe rất là lành luôn các nhá. Còn khá là chất lượng, mà mẫu xe là bên em bán giá là cực kỳ rẻ nhá, cực kỳ rẻ luôn cho các bác. Đó. Cực kỳ rẻ luôn. Các bác xem này, tất cả những phần con ốc này. Đó, zin các nhá, ốc zin này. Ốc zin luôn. Nội thất khá đẹp luôn các nhá. Đã độ lên cả màn hình. Android đa chức năng kết hợp cả cam lùi các nhá. Đó, cửa sổ lốc. Đó, trang bị túi khí phanh ABS đầy đủ hết các nhá. Âm thanh nghe cực hay luôn. Tắp đi cửa bên cánh bên đằng trước đây các nhá. Đó, đẹp chưa? Đó, rất đẹp luôn. Keo chỉ là zin cả xe các nhá. Đó, máy thì miễn chê luôn các nhá. Máy lổ cực êm luôn. Tí em sẽ cho bác xem phần khóa máy động cơ nhá. Đó, máy lổ cực kỳ êm luôn và chất lượng luôn. Dạ vâng, em là Mi ô tô chuyên mua bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên đang cần nhau nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc các bác nhé, vận chuyển toàn quốc luôn. Tất cả là phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Sau đây em sẽ đóng hết cánh cửa vào để cho bác xem cái form dáng xe các bác nhé. Trong này thì rất là lành xe nhá. Đó. Đi cũng khá là ok nhá. Đi rất là thích luôn. Xe nhạc tích hợp trên gương kìa, các bác nhìn ở đây đủ hết rồi, form dáng đẹp luôn. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đâm đụng, không gặp nước các nhá. Đó, về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nào nó thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào nhá. Đây là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm. Các bác nhìn đây, mẫu xe được phủ màu sơn vàng cát quá nhá, nhìn khá đẹp luôn đúng không ạ? Trang bị bộ la răng đúc kia. Đầy đủ hết các bác nhá. Có cả cảm biến lùi nhá, đầy đủ hết. Mẫu xe nói chung là rất là chất lượng luôn. Các bác nhìn này, form dáng này. Rất đẹp luôn. Sau đây em cho bác xem cái phần cốp và đồ sau nhá. Đây. Xem xe anh. Vâng, anh cứ xem. Em quay cái video. Em cho bác xem phần cốp và đồ sau nhá. Đây, các bác xem đây. Tất cả đây, phần lỉ đây. Nguyên bản hết này. Các bác nhá. Đó. Bên dưới đây các nhá. Đó, lỉ liếc nguyên bản hết này. Đó, khá đẹp luôn. Bên dưới tất cả đây là sơn zin luôn các nhá. Đó, chưa sơn lại bao giờ luôn. Đó.
bộ cách chạy đồ đây đầy đủ hết này các nhá. Đó, cái này chỉ vệ sinh qua là sạch sẽ thôi. Các ông nhìn này, tôn vỏ khá đẹp luôn, quá đẹp luôn này, rất là sáng luôn. Sau đây mời các bác em xem phần có máy động cơ nhé. Đây là lỗ snap tốt các nhá. Đó, rất là xịn xò luôn, các nhìn này. Một nút ấn thôi. Đó, lỗ luôn. Máy đây nhá, máy lỗ miễn chê luôn các bạn. Đó, máy lỗ cực kỳ chất lượng luôn. Đó, các bác nghe này, tiếng máy động cơ này, lỗ khá êm luôn, quá chất lượng luôn. Nói chung là máy thì miễn bàn luôn, không phải bàn đâu nhá. Đó, máy thì miễn bàn tới, tại vì máy quá ok rồi các bác nhá, máy lỗ quá êm rồi, êm du luôn các bác nhá. Đó, nói chung là máy thì không bàn về máy rồi, máy quá ok rồi các bác nhá. Dạ vâng, đó tổng thanh xe Kia Forte sản xuất năm 2010. Bên em chào bán mức giá là chỉ có 297 triệu đô nhá. 297 triệu. Một lời em yêu tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.